Xin được kính chào quý bà con, quý minh khiết bạn đang nghe xem kênh. Thì hôm nay là thứ 7 ngày 15 tháng 7 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giá nhãn Ydo, giá nhãn da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá nhãn hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá tạm thời cũng chưa có biến động gì nhiều so với những ngày trước. Hiện nay thì cũng đang bước vào vụ thu hoạch gỗ của nhãn xuồng và các loại nhãn khác như nhãn lông. Vì vậy mà sản lượng nhãn đang thu hoạch hiện nay thì cũng khá cao, cộng với sức mua của thị trường năm nay thì khá là yếu. Vì vậy mà trong thời gian vừa qua thì giá nhãn đang xuống. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá nhãn có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Tình hình giá nhãn Ydo hiện nay ở khu vực miền Tây, khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì giá nhãn đang động dao động từ 13.000 đến 15.000 đồng ký. Thì theo từng khu vực thì cụ thể là nhãn hàng trái da láng đẹp, trái to hay bà con mình gọi là nhãn VIP, nhãn sồ thì đang động dao từ 14.000 đến 15.000. Nhãn VIP nếu bà con dùng nhãn trung trung thì đang động dao từ 13.000 đến 14.000. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Ngoài ra thì cũng còn chênh lệch tùy theo từng hình thức mua của lái, mua show cắt từng đợt hay là mua show hết dược, và giá cũng có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái. Mua show cắt hết dược hay là mua từng đợt cắt từng đợt mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá nhãn xuồng, giá sản xuồng hiện nay thì giá đã khá thấp so với những tuần trước. Xuồng hiện nay thì đang động giá đồng từ 20.000 đến 22.000 đồng ký, cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng nhãn đẹp xấu, da trái to hay nhỏ mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Nhãn da bò hiện nay thì đang đóng dao từ 8 đến 10.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn nhãn, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển. Còn thanh nhãn hiện nay thì giá dao động từ 40.000 đến 45.000. Nhãn lông hiện nay thì đang đóng dao từ 13 đến 15.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể của con nông dân mình thì sẽ luôn luôn gặt hái được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao, bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.